Đồ cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin gửi đến mọi người video số 532. Một số cây cầu Nhật Bãi gồm có chất liệu là fit và carbon. Shop em là bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra trước khi thanh toán và bên em có ship COD toàn quốc nha mọi người. Lô này thì được đánh số từ số 1 cho tới số là 19 nha. Mọi người mua nhắn giùm em mã hàng. Đầu tiên là giới thiệu cho mọi người mã hàng số 1 là một cây carbon nha mọi người. Carbon 2 khúc. Chất liệu là carbon 2 khúc. Cây này thì như là hãng Rosa mọi người, cái hãng là cái con như con nhìn giống con sư tử đây mọi người, cái hãng nó đây, High Quality Carbon, dài là 2m1, bát Fuji, tay cầm ở đây là nó bọc bằng cái lớp cao su ở ngoài đây, còn ở trong thì không biết là gỗ hay là phôi thì mình không rõ nha mọi người. Cái này thì nó bị dính keo sơ thôi, mình về mình chà là nó ra, cần thì cũng còn đẹp. Khoan là khoan Fuji dạ quang. Đọt là 2,1 ly, nặng là 270g, độ cứng cây này tầm 30-50 nha mọi người. Mã hàng số 1 giá là 500. Cần 2 phút carbon nha. Số 2 carbon luôn mọi người. 2 khúc. Cây này của hãng Tiga, dài 2m4, độ cứng 50, bát Fuji, khoen là khoen hãng, khoen đá sứ hãng, tay cầm là bằng mút xốp, chất liệu là carbon, phôi cần thì cũng còn ok nha mọi người, carbon trơn, cây này là carbon trơn, đọt là 2,1 ly, nặng 240g, số 2 giá là 500. Free ship. Hàng của bên em là được free ship hết nha mọi người. Số 3 là một cây Promarine. Cây này cũng là dài 2m4, chất liệu carbon, độ cứng cũng là độ cứng 50 luôn. Bis Earth Promarine. Bát Fuji. Khoen là khoen hãng, đá sứ hãng. Đọt 2,4 ly, nặng 220g, cứng 50, số 3 500. Số 4 là một cây 2 khúc chất liệu carbon luôn. Cái này của Nhật nha mọi người, đây. Produce of Japan. Sản xuất là của Nhật, hàng nội địa Nhật. Hãng đây mọi người, hãng MG Pro, bị trầy xước, dài 2m1. Bát Fuji, khoen Fuji dạ quang. Cần có bị trầy xước theo thời gian, carbon vân. Đọt 2,4 ly, nặng 200g, số 4 giá 350, độ cứng cũng tầm 30-50, số 4. Số 5, một cây dây trong 2,4 ly, cứng là 80, Insider EX Bass Fuji. Luồn dây trong đây mọi người. Ở đây thì nó bị dính keo thôi, dính mút xốp á, mình về mình cào nó ra nha mọi người. Bu nó đây mọi người. Dài 2m4, đọt 2,6 ly, nặng 300g, số 5, giá cây này 500. 2m4, cứng 80. Tiếp theo là dây trong số 6. 2m1. Cây này của hãng Suzumi, tem vàng xuất Nhật luôn. Bát Fuji. Dài 2m1, độ cứng là 20. Marine Way, luồng dây trong. Đọt 2,2 ly, nặng 170g, số 6, 350 ạ. Số 7 là một cây dây trong 2 khúc, 2m1. Alpha Tactical Made in Korea, cứng 30, Bower Inner, bát là bát Fuji, tay cầm ở đây là bằng mút xốp, chất liệu là carbon, luồng dây trong ở đây,
bu xích. Và 2m1 đọt 3 ly nặng 180g. Số 7, 350. Cây cần của Hàn Quốc. Số 8 là cây cần tay. Cây này thì được chế lại rồi mọi người đây. Dài thực tế là 3m7 nha mọi người. Đây cái tay cầm nó đây. Đây thì nó có quấn chỉ. Và phần này thì carbon xoắn gân. Các lóng này là lóng zin của nó luôn nha mọi người. Nó chỉ chế lại cái phần tay cầm thôi. Dài là 3m7. Đọt tới 1,4 ly. Nặng 100g thôi nha mọi người. Chế lại cái tay cầm thôi. Còn lại phôi là phôi, phôi cần là nguyên của nó nha. Số 8. Cây này cứng tầm 3H. Cần ra thẳng. Giá là 400. Bao ship luôn nha mọi người. Đây. Giá đẹp luôn. 100. Cần số 8. Cái cây đe này thì mình cũng mở đít ra được ha. Mở đít ra. Số 8 là 400. Tiếp theo là số 9 là một cây ráp hút cần tay. Cây này thì trên cần không có để thương hiệu nha mọi người. Không biết có thương hiệu đâu là thương hiệu gì. Chiều dài thực tế là 5m4. Đọt 0.8. Nặng 150g. Cây này thì độ cứng nó tầm khoảng 2H thôi. Độ cứng nó thì nó câu mương, câu suối vậy thôi nha mọi người. Độ cứng thấp ha. Cây này nó gồm có 6 lóng. Phôi cần còn bóng đẹp. Đọt 0.8, 150g, số 9. Cây này giá 600 nha mọi người. Đây. Giá hữu nghị cho mọi người về. Tại vì cần tay này thì cái độ cứng nó thấp ha. Chỉ có một số dòng vượt cứng, câu chép thì nó cứng cao. Còn cây này thì câu cảm giác thôi. Số 9 giá cho mọi người là 600. Ráp khúc nha mọi người. Ráp thì mình ráp lại nó giống như cần 2-3 khúc của mình vậy đó. Rồi không xài nữa thì mọi người rút ra và thu gọn lại. Rất là gọn gàng ha. Dễ xài. Ráp khúc carbon rất đẹp. Số 9 600. Số 10. Cái này là cây Ryobi. Ryobi made in Hàn Quốc. Made in Korea. Super carbon test. Phôi cần còn rất đẹp. Nó bị lỗi ở đây. Về thì cái chỗ này nó có hơi bị nứt nhẹ. Và bên em đã gia công lại rồi. Bây giờ là mọi người về chỉ xài thôi nha. Ok luôn nha mọi người. Cần thì ra cũng thẳng lắm nha mọi người. Chiều dài là 6m3. Đọt 0.9, nặng 280g, số 10. Rồi cây này nó bị lỗi ở đó. Để cho mọi người giá 580.000 bao ship luôn. Đây, phôi bên trong còn rất đẹp nha. Trầy xước rất là ít. Rồi, giá quá đẹp luôn. Số 10, 580. Số 11 là một cây rút 2m7. Rút súp lở 2m7 carbon. Bát của hãng ha mọi người. Khoen hãng, bát hãng luôn. 4 khoen và 1 cái bu. Đọt 2,1 ly, nặng 160g. Số 11, cây này giá 350 nha mọi người. Số 11, 350. Số 12 là một cây ASO khoen lớn Shimano. Đọt số 3 dài 5m5, còn đo thực tế 5m4, made in China. Code NO 23964. China xuất nhập, tem đời mới. Bát Fuji. Khoen là khoen Fuji. Đọt ở đây là 1,8 ly, nặng 200g. Thân nhỏ nha mọi người, số 12. Rồi cây này giá 600. Phôi cũng còn đẹp. Số 12, 600. Số 13 là một cây súp 39 Olympic. Hàng xuất nhập. Tem vàng. Không rõ nước sản xuất, chỉ biết là xuất nhập thôi. Bát Fuji FF7 súp.
3m9HS, độ cứng cũng cao. Đọt 2 ly 6, cứng tầm 25, nặng 370g, thân nhỏ và cần súp. Như vậy là nhẹ rồi nha mọi người. Súp mà 300 mấy gram là nhẹ rồi. Đọt ở đây thì nó sơn trắng, đọt nó là đọt carbon nha mọi người. Đọt carbon sơn trắng nha. Phần này thì nó bị dính cái gì thôi chứ không phải trầy đâu mọi người. À, lúc nãy anh thấy có một cái vệt vàng đâu rồi ta. À đây, nó bị dính. Mình vệ sinh nó ra nha. Phôi trầy ít, ít trầy nha mọi người. Số 13, dài 3m9. Rồi, giá là 600. Số 14 là một cái ISO khoan nhỏ nè. Cây này dài 3m2. Rosa. Bát là bát Fuji FS6, tay cầm được quấn nhợ. Dài 3m2, đọt 0.9, nặng 170g. Khoan Fuji. Khoan này khoan đá sứ, có khoan thì dập Fuji, có khoan không thấy dập nha mọi người. Đọt nó là đọt tháp và nó có quấn nhợ tầm 3cm ở đầu đọt. Phôi cần thì có bị cũ xuống màu theo thời gian. Và giá cho cây cần này 3m2, 360, số 14. Số 15 là một cây trợ máy ISO khoan nhỏ, dài 5m4, đọt số 1. Olympic, bát Fuji FS7, tay cầm được quấn nhợ. Khoan này là khoan hãng luôn. Đọt lớn nha mọi người. Đọt cây này nó là 1 ly 6, dài 5m4, nặng 340g, số 15. Đọt cây này giá là 400. 400, ủa? 600, em xin lỗi, số 15. Giá là 600 miễn ship cho mọi người luôn. Phôi cần còn đẹp, thân nhỏ ha. Cũng nhẹ. Số 15, 600, dài 5m4. Số 16 là một cây, cây này lớn hơn. Cây này của Daiwa, carbon luôn. Dài 5m4. Thân lớn, hàng nội địa Nhật nha mọi người. Bát Fuji, khoan đá sứ hãng. Đọt này là 2 ly, nặng 480g, số 16. Và cây này thân hơi lớn, hơi nặng ha. 500, cây này giá là 500.000 bao ship ạ. Có bị trầy xước nhẹ. Có bị trầy nhẹ nha mọi người. Số 16, 500. Số 17 là một cây súp 4m2 của hãng CG Conrose, có bị trầy xước. Dài 4m2, bát Fuji, khoan Fuji. Đọt ở đây là 2 ly 3, nặng 370g, số 17, thân nhỏ nên là phôi nó cũng nhẹ, cần súp mà 300 mấy gram là nhẹ nha mọi người. Đọt nó là nó sơn đỏ luôn. Đọt carbon, carbon sắn vân. Số 17. Số 17 này giá là 600. Súp. Số 17 nha mọi người. Độ cứng cây này tầm 25. Giờ 4m2. Số 18 là em bán một cặp cần đặt. Cần đặt này thì gồm có hai cây. Cây này là 1m65, bát nhựa, tay cầm bằng nhựa. Khoan là khoan inox không có lồng sứ. Cần đặt. Đọt 2,3 ly, nặng 130g. Và cây này. Cây này cũng là 1m65. Hai khúc. Tay cầm ở đây là bằng gỗ bát vặn. Khoan ở đây là khoan Fuji đá sứ. Dài là 1m65, đọt 2 ly 3, nặng 150g. Số 18. Cặp này em để cho mọi người 200.000 nha, bao ship nha mọi người. Về câu tôm ha. Câu tôm, câu cá. Số 18 ạ. 200. Số 19 ạ. Là một cặp luôn. Cặp này mình câu lưu hoặc lăng xê.
tùy vào sở thích nha mọi người. Dòng này thì nó là 3 khúc nên là rất là gọn gàng, thu gọn tầm 70 ạ. Thu gọn thì khoảng 70 cm, dài 1m8, made in China. Dòng này được sản xuất tại China. Happy Sunday Change Home Bát hãng, khoen là không có lồng sứ. Đó, nó là 3 lóng nha mọi người. Bu không có lồng sứ, đọt nó là 2 ly 4, nặng 120g, 3 khúc. Và cây này thì nó là 2 khúc thôi, bát hãng luôn. Cây này là của hãng Aros Lu. Sức tải của nó là từ 5 cho tới 18g, tải 5 cho tới 18g. Màu Technical Gear, dài là 1m8, khoen nó là dạng khoen có lồng sứ. Đây mọi người, khoen hãng có lồng sứ, khoen còn bóng đẹp lắm mọi người. Đây, khoen còn rất là bóng đẹp ha. Và dài là 1m8, đọt là 2 ly 4 và nặng 140g. Và cặp, em bán một cặp, cặp này là cặp số 19 và giá là 350.000. 350.000 là được free ship, tay cầm là cán mút. Đây, cặp này số 19 ạ, giá là 350 ha. Rồi mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.